Võ thần chúa tể chương 5184, khí tức phong bạo, ầm ầm, khi khủng bố tài quyết khí tức ngưng tụ, tầng trần đạo thứ 10 luân hồi lực ngưng tụ thời điểm, toàn bộ ám u cấm địa thiên địa trực tiếp rung động, hư không như là bị nấu sôi nước sôi liên tục sôi trào, ken két két. Toàn bộ ám u cấm địa lúc này dũng động lên từng cổ một khí tức kinh khủng, ở trong thiên địa hội tụ thành kinh người lôi kiếp lực lượng. Kinh người khí tức còn không có hạ xuống, khiến cho người hít thở không thông uy áp dĩ nhiên áp bách đến ở đây toàn bộ cường giả nháy mắt đều biến phải khó khăn. Chuyện này, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, ung ùng kim người tiếng sấm vang vọng đất trời, kèm theo khủng bố lôi đình chạy, một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức trong nháy mắt phủ xuống. Phốc, hữu lĩnh chờ không được từng đột phá siêu thoát các cường giả tại cố khí tức này dưới, dĩ nhiên không kìm lòng nổi quỳ xuống. Từng cái há mồm phun ra tiên huyết, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Không chỉ bọn hắn, mặc dù là đột phá siêu thoát cảnh giới thiên cốc 10 người, này cũng là thần sắc hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ, trái tim nhảy lên kịch liệt. Làm sao có thể, đây tột cùng cái gì lôi kiếp, thiên cốc hoảng sợ lên tiếng, ánh mắt trông có vô tận khó có thể tin, phải biết, hắn tuy là mới vừa đột phá siêu thoát cảnh giới, mà dù sao là vượt qua năm lần luân hồi cường giả a. Với lại, đột phá siêu thoát sau, thực lực của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không phải trước có thể so sánh so với chưa từng đột phá trước, mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng mà ở trước mắt đỉnh đầu chỗ ngưng tụ khủng bố lôi kiếp dưới, hắn cả người sợ hãi, trong lòng dĩ nhiên có thể một cổ làm sao đều không thể áp chế sợ hãi, tự như mênh mông thiên khung trên quán trú lôi kiếp chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể đem hắn triệt để yên diệt, chuyện này là sao? ta thế nhưng siêu thoát cường giả chân chính vũ trụ cự phách nhưng vì sao tại dưới lôi kiếp này ta lại có trong con kiến hôi nhìn xuống thần long cảm giác thiên cốc mặt không thể nào tiếp thu được tần trần bên kia phương mộ lăng cũng vẽ mặt nghiêm túc lo nghĩ nhìn tần trần siết chặt hai tay xem như vượt qua bảy lần luân hồi siêu cấp thiên kiêu nàng có thể thật sâu cảm thụ được lôi kiếp khủng bố Kinh khủng như vậy lôi kiếp một khi toàn lực bạo phát xuống, sợ là liền nạn ám u phủ truyền thừa trăm triệu năm, đều chưa từng có chút biến hóa ám u cấm địa cũng sẽ, trong nháy mắt băng diệt, hóa thành phấn vụn, tần thiếu hiệp sau đưa tới kinh khủng như vậy lôi kiếp chi lực, âm ầm thiên địa chấn động, toàn bộ ám u cấm địa trong rất nhiều ám u chi khí sôi trào. Tạo thành kinh người long quyển phong bạo, âm. Tiếng sấm u u, khủng bố tài quyết khí tức hạ xuống lần nữa, mặc dù là phương mộ lăng cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo, còn những hắn đó siêu thoát cũng là khóe miệng tràn máu, mà những thứ kia chưa từng đột phá siêu thoát võ giả càng là gắt gao nằm trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài, tần trần ngẩng đầu nhìn chân trời ở trên vô tận khí tức kinh khủng, hướng về phía phía dưới phương mộ lăng đám người liền quát lên, không được, tần trần, ta tới thay ngươi đồng thời cản, phương mộ lăng cắn răng, cả người phóng lên cao, muốn thay Tần Trần đi ngăn cản cuối cùng này nhất đạo lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp quá kinh khủng. Vạn nhất Tần Trần không trụ được, các ngươi nhanh rời đi, bằng không các ngươi chắc chắn phải chết, yên tâm đi, ta không có việc gì, Tần Trần nhìn Phương Mộ Lăng, ở vào thời điểm này, Phương Mộ Lăng lại vẫn không muốn buông tha bản thân, thậm chí chủ động muốn đi ngăn cản kinh khủng này lôi kiếp, khiến Tần Trần trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tuy là phương mộ lăng đột phá siêu thoát, thực lực có đột nhiên tăng mạnh đề thăng, nhưng tuyệt không thể ngăn lại bản thân đạo thứ 10 lôi kiếp công kích, sơ ý một chút, nhất định là hôi phi yên diệt kết quả. Phương mộ lăng ánh mắt kiên quyết, tay áo phần phật, tần trần, ta sẽ không buông ngươi, ngươi mơ tưởng đánh đuổi ta, đi ra ngoài đi, tần trần ánh mắt kiên quyết. Hắn mắt nhìn phía dưới, khoát tay, oanh, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới, trong nháy mắt bọc lại phương mộ lăng đám người sau đó đưa bọn họ hung hăng ném ra ám u cấm địa người phương mộ lăng tại tầng trần vung lên dưới căn bản khó có thể ngăn cản rõ ràng nàng đã siêu thoát cường giả nhưng căn bản không thể chống đỡ được cổ lực lượng này liền động lấy thiên cốc đám người trong nháy mắt bị tầng trần quét vào ám u cấm địa lối ra trong không muốn phương mộ lăng một tiếng thét kinh hãi cả người dĩ nhiên hóa thành từng đạo quan điểm cùng thiên cốc cùng mọi người biến mất ở ám u cấm địa trong đưa đi phương mộ lăn đám người sau tần trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời ta đạo thứ mười luân hồi lôi kiếp sao tần trần nỉ non ý chí kiên quyết như sắc này đạo thứ mười lôi kiếp cực kỳ khủng bố tuyệt không phải trước chính đạo có thể so sánh mặc dù là hắn cũng có loại trong lòng run sợ cảm giác nhưng chẳng biết tại sao khi hắn ngưng mắt nhìn đạo thứ mười lôi kiếp thời điểm hắn lại có một loại cực thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Trần, để cho chúng ta tới giúp ngươi. Hỗn độn thế giới trong. Tư tư đám người vội vàng hô, tuy là ở vào hỗn độn thế giới trong, nhưng các nàng rõ ràng cảm thụ đến cổ lôi kiếp đáng sợ. Đây là một cổ có thể đơn giản mạt sát bất luận kẻ nào lực lượng khí tức, tư tư, như nguyệt, thiên tuyết, uyển nhi, các ngươi cố gắng tại hỗn động thế giới trong đời, đạo này lôi kiếp ta muốn tự mình đi gánh yên tâm, ta nhất định không có việc gì. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, ý chí kiên định. Tần Trần, ngươi tốt nhất độ kiếp, chúng ta tuyệt đối trốn thật tốt, không cho ngươi thêm phiền toái, lúc này hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long lớn giọng vang lên, sưu một tiếng, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp trốn hỗn độn thế giới chỗ sâu, gia hỏa này, huyết hà thánh tổ khóe miệng co quắp đánh, mí mắt kinh hoàng, ầm, mà khoảnh khắc, trên đỉnh đầu vô tận lôi đình dĩ nhiên điên cuồng bổ xuống dưới quanh két lôi quan dũng động này lôi quan vừa rơi xuống đến liền trực tiếp vỡ nát ám u cấm địa hư không vô tận giống như nhất đạo nộ lông một dạng trong nháy mắt rơi vào tầng trần đỉnh đầu đem hắn triệt để bao phủ ám u cấm địa bên ngoài lúc này ám u phủ chủ đám người chính khẩn trương nhìn ám u cấm địa trong trong bỗng nhiên tản mát đi ra khí tức kinh khủng liền để cho ám u phủ chủ như vậy nhị trọng đỉnh phong siêu thoát cao thủ cũng là có một loại vô cùng lo sợ cảm giác trong này cuối cùng xảy ra cái gì ám u phủ chủ trong lòng sợ hãi liền mọi người sợ hãi suy đoán ở giữa vù vù một tiếng ám u cấm địa cửa vào chỗ bỗng nhiên sáng lên nhất đạo ánh sáng chói mắt một tòa vô hình đại trận hiện lên trong đại trận rất nhiều tỏa sáng thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra có người đi ra chẳng lẽ là truyền thừa kết thúc, mọi người vội vàng nhìn về phía cấm địa cửa vào, mặt bên khẩn trương quan sát, mặt bên không nhìn được suy đoán, vù vù một tiếng, trước mắt bao người, liền thấy hơn 20 đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Từ bên trong chật vật lão đảo ra, ầm, trong nháy mắt, kinh người siêu thoát khí tức giống như đại dương mênh mông, theo ám u cấm địa mở miệng cuồn cuộn ra, trong nháy mắt bao phủ lại một vùng thế giới, âm 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 âm. Trong nháy mắt, Mười đạo khủng bố siêu thoát khí tức phóng lên cao, ở nơi này ám u cấm địa bên ngoài hình thành khí tức kinh khủng phong bạo. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.